倒翻开就知道。贴过来知道，打开来看。再拿翻啊，几分？那把这个刀，这是偏窄。Hai đầu cắt quy cách chính xác là khoan hai chiều. Cái đầu khoan này có thể gắn được hai mũi, hiện tại đang gắn một mũi. Đầu khoan này cũng tương tự. Chúng ta có thể gắn đầu ba mũi. Trường hợp mà sản phẩm chúng ta cần khoan ba lỗ hay là hai lỗ chẳng hạn, chúng ta có thể thay đầu khoan, thay mũi khoan vào.